Hi, chào mừng mọi người trở lại channel của mình à. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với Ark Survival. Thì tập trước mình đã có được cái con gọi là Demonic Ferox mọi người ạ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một đấng đấng khác mọi người, một đấng Demonic khác. Trước khi đó thì tìm gì còn hơi trước mặt cái đã. Con rồng Electronic. Con này 40 thì cùi, 50 thì cùi quá. Quá cao lửa. Con này tạo ra đúng là cái gọi là mọi người đốt nhà mọi người. Trời ơi, mọi người thấy đây. Thì nói chung là cái con này nó đốt xung quanh gọi là tùm xùm luôn. Nói chung là khoảng cách của con này gây đam ra thì nó gọi là ối dùi ôi luôn mọi người. Gần như là không xác định được cái vị trí mà nó quăng cái cục đá nó nổ ra bao xa mọi người. Cái chiêu khá là khó đoán mọi người, cái chiêu con này khá là khó đoán. Thì hôm nay á, mình sẽ đi bắt cái con tiếp theo đó chính là con Godzilla mọi người ạ. Nó nổ nó bắn tùm lum hết mọi người ạ. Đấy. Mọi người thấy không? Nó lan ở xung quanh mọi người ạ, chứ không phải là nổ một vị trí nha, nó nổ rất là nhiều vị trí và nó đánh con này đánh cái đạp khá là to các bạn ạ. Con này thì nói chung là lượng máu gọi là to nhất rồi các bạn ạ. À. Không, nó quýnh rất là ảo, bạn quơ nhẹ cái tay thôi là chết rồi, nhưng mà cứ cảm giác mình chưa quýnh luôn là nó chết rồi mọi người. Đây 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 đây. Mọi người không? Ảo này quýnh ảo lắm mọi người, tập tập đánh này rất là ảo mọi người ạ. Ấy nhờ, trời ơi, không thể nào đỡ được cái gọi là chùm cuối này được mọi người. Chùm cuối này rất là ghê các bạn. Nói chung là rất là quýnh, rất là ác luôn mọi người. Coi nè, sơ sơ kiếm được 3.000 Elemental Blood mọi người ạ. Này là sơ sơ thôi nha. 176.000 đam sát thương con này là gọi là cháy máy luôn các bạn ạ. Và cái điều hôm nay chúng ta sẽ tìm tiếp tục loài Demonic tiếp tục đó chính là con Godzilla mọi người, con Godzilla khỉ đột. Thì không biết khỉ đột có thể mạnh hơn con khỉ đột này không nữa. Thì ở đây tất cả gọi là Demonic chúng ta đã bắt được Dilophosaurus. Hôm nay chúng ta sẽ bắt Thorin nữa chứ, Thorin Dragon. Hôm nay chúng ta sẽ bắt Gorilla mọi người ạ. Gorilla thì mình hình như là cũng có yên rồi mọi người. Ui, yên cái là chậu bò đấy. Sẽ ra để đi tìm. Mình nghĩ cái yên thì bọn này chắc là ở đâu bên cái vùng mà bên chủ yếu là chắc là mình nghĩ là một là khu vực này, hai là cái khu vực khu vực nào mất tiêu rồi ta. Khu vực ở bên núi cái gỗ đỏ mọi người, chắc có thể là như vậy mọi người. Ghê thiệt, nó quýnh con voi đúng một cái một chết mọi người. Mày mạnh lắm mọi người ạ, nó mạnh giá may mọi người ạ. Nhưng mà nó thì mạnh thiệt á, nhưng mà nó sẽ không bằng cái con quýnh boss mọi người. Không muốn boss ngon bằng con gì ta, con Tony ra gần được mọi người ạ. Con Tony nó quýnh rất là lợi mọi người ạ. Con này được cái hố máy rất là đã mọi người ạ. Con rồng đang bay mà phải rụng trứng với nó luôn nè. Đấy. Ở đây rất là nhiều rồng mọi người ạ. Con đang kẹt cái này, một con này nè. Một con đang bay mà Legendary Wyvern, Legendary Kimbo các thứ. Rớt gì đây? Đây là con rồng nó rớt mọi người ạ. Một cái bao xịn. Ui, một bao tím luôn hả? Ấy da, trời ơi.
Trời trời trời. Sếp biết nữa chết rồi anh em ạ. Con này mạnh phết nha. Sếp tí nữa là mình chết rồi mọi người. Con cắn mình là con Alpha Giga level 20 nha mọi người. Nó có khả năng cắn rồi. Con kia nó không có quýnh được luôn mọi người thấy không. Mình không biết sao mọi người á. Coi trừ máu kìa mọi người. Oh my god này. Mình không biết tại sao này bị cắn máu, tuột máu mọi người. Bị chiêu kia tuột máu giả mang mọi người á. Cái nội tại mọi người. Con này sao nó không quýnh nha. Ảo thật sự đó các bạn ạ. Đi lên lượm cái cung thôi mà cũng mệt mỏi với con này thiệt chứ. Khu vực này nó nguy hiểm quá các bạn ạ. Giờ sao lên được trên đây ta. Đi lượm cái cung không mọi người á. Trời cái bow này ha, trời tưởng tưởng cái combo bow mọi người á. Cung này thôi lấy làm gì trời. Con này mất máu dữ mày. Này mất máu quá trời mất luôn mọi người á. Con này mất là muốn chết luôn á. Nó trừ phần trăm máu ác thì mọi người, con Gigan ghê thì mọi người á. Con Gigan Alpha các bạn á. Con này đi kiểu bị dướng cây phết. Khu vực này thì con này mình nhớ trong cái bản kia là nó có thể bay được mà ta. Mình nhớ trong phiên bản kia là con này nó bám tường rất là ghê mọi người. Nói chung là gồng nó sẽ lấy đà và bay rất là cao mọi người ạ. Nói chung là bay rất là đã luôn con này. Trong cái bản kia là bay rất là sướng mọi người. Một cái bản DLC á mọi người. Về DLC về con này bay thức rất là sướng luôn á. Bây giờ bay kiểu hơi phế phế mọi người ạ. Được rồi. Chúng ta cần phải phương tiện bay thôi mọi người ạ. À, không thể thiếu đó chính là con Griffin. Đây. Con này quá gánh mọi người. Con này nó gánh nó chứ không có thằng nào gánh nổi đó. Thì tìm vì mình đã có rocket trong tay rồi nên thành ra là tập này đi săn luôn. Tranh thủ đi săn luôn con Demonic tiếp theo. Dòng Demonic tiếp theo nha. Demonic chúng ta sẽ săn thêm Demonic tiếp theo. Dilo, Tony và con Gorilla. Gorilla thì mình nghĩ là khu vực này nó sẽ không spawn đâu. Khu vực spawn của nó có nghĩa lẽ là bên núi lửa, mình nghĩ là có phải núi lửa lộn là bên khu rừng đỏ, khu rừng tuyết mọi người à, chắc là như vậy ấy. Chứ khu vực này là khu vực ôi cái con Sword Bucket Beat 20 kìa mọi người. Con này ở trong cái Horizon mọi người, Horizon game Horizon các bạn ơi. Đẹp chứ kìa. Ở đây các bạn nó đang bị lỗi mọi người. Nó không hoạt động được mọi người, nhìn đẹp phết nha. Bữa mình bên cái bản kia đâu nó đi di chuyển, bữa mình di chuyển được mà sao bên đây nó không di chuyển được nha. Rồi nó bị cắn chết. Mấy khứ lỗ mấy khứ ơi. Mày hết với nhau rồi. Muốn quýnh nhau một xíu rồi giao tranh hả rồng này, giao tranh rồng, giao tranh kiếm tí thịt à, dễ đâu, không dễ dàng đâu. Về cái map này thì chúng ta muốn qua khu rừng
khu rừng nguyên sinh thì chúng ta phải bay về nhà các bạn ơi. Ok, sẽ trở về nhà mọi người. Nhà mà nó gần khu rừng đỏ mọi người ạ. Xem này. Đây, ok. Thủ lát. Ok, chúng ta cần về nhà và quay ra, quay qua khu vực này. Khu vực này là khu vực chính xác là rất là nhiều tinh tinh, và ở trên đỉnh núi là có một cái gọi là cái đền tinh tinh khổng lồ luôn các bạn. À, mình cũng chưa bao giờ lên trên trển hết mọi người. Ê, bên đây hình như sa mạc không ta? Ủa, cái góc này mình chưa qua luôn mọi người, cái góc này mình chưa qua bao giờ luôn á. Hay là à, cái góc này mình nghĩ là góc ảo mọi người ạ. À, cái góc cuối bản đồ có thể là góc ảo mọi người. Nó sẽ ra không được tới đó đâu. Khúc này sẽ không quay bay được tới đó đâu, chắc chắn mọi người luôn. Nó sẽ có lớp màng sương bị che lại, kiểu như map chưa hoàn thiện như vậy. Nhưng mà đó là tận cùng map đó. Nó làm cho kiểu mình cảm giác không gian nó rộng vô tận á các bạn. Ê, không phải mọi người, bên đây có đảo thiệt mọi người ạ. À? Không phải, bên đây còn đảo thiệt. Ủa? Tưởng tưởng hết rồi chứ trời. Tưởng tưởng đi là hết rồi chứ. Oh my god. Nhớ ra là tôi sai à. Ok, xin lỗi mọi người, tôi sai mọi người. Tại vì thấy có mấy cái cây kia mọi người ạ. À? Vậy đây ngoài đây còn đảo. Ui mẹ ơi, nó to dữ thế. À, không phải, map là map lừa, đúng rồi, lừa, đúng lừa luôn mọi người thấy không? Cái màn xương nè, đúng là sương khói mờ nhân ảnh mọi người ạ. À, nó phản chiếu lại cái đảo nào á, không phải. Ừ đúng rồi, phản chiếu lại mọi người ạ. À, làm cứ nghĩ là có map ra được mọi người. Nhìn này, nhìn như bay ra được mọi người thấy không? Nhưng mà nó vì có cái tường ngăn là mọi người ạ. À, không không ra được mọi người ạ. À, đây là giới hạn đảo rồi. Đây cũng là độ cao nhất luôn rồi. Đây là độ cao nhất ở trong đây rồi nha. Ủa sao bên kia nó có cái chỗ nó cao hơn người ta? Cái này giới hạn độ cao hả? À, chúng ta cũng không lên được con khỉ kia đâu. Bên kia cũng có con khỉ, mấy con khỉ to khổng lồ rồi mọi người. Cái cũng chúng ta cũng không có thể nào lên trên trên trển được mọi người ạ. Ủa mình nghĩ nhìn mấy đầu lâu khỉ mình nghĩ là trên đó có hòn đảo lên được chứ. Nhưng mà lên tới đây nó không cho lên rồi, trên đây có cái cây nè nó không cho lên. Ấy khúc này cho lên. Ủa. Từ khúc này cho lên chứ. Ở trên này đẹp quá trời rồi không cho lên. Đậu xanh mờ. Mình bị vô mây các bạn ạ. À, lên được nữa không? Rồi nó giới hạn chung 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 luôn cái tầng mây rồi, nghĩa là khúc này là cao nhất rồi. Kiểu khúc này là cao nhất nè mọi người, khúc mình đang chuẩn bị bay tới nè, là khúc cao nhất của cái map này rồi các bạn ạ. À, thì chúng ta không thể nào mà bay cao hơn được nữa. Ok, không sao cả. Thì qua khu vực này mình sẽ đi săn con Demonic Gorilla. Hy vọng với quả rocket này sẽ bắt được con Gorilla, và chưa biết khả năng của nó mà mình chưa bao giờ thấy nó mọi người. Thì con tinh tinh thì mọi người cũng thấy nó khá là nhiều đúng không? Nhưng mà con Demonic tinh tinh thì chắc có lẽ là con đầu tiên. Ok, sẽ cố. Ôi, trong đây có gì nè? Hang động hả? Nó chi ngàn năm à? Oh, shit. Trong đây chúng ta kiểu đi khám phá hang động không phải kiểu đi tìm nấm đồ thôi mọi người. Cũng không có gì đâu. Đây là thủy liếm động mọi người ạ. À, ừ, cho mấy ông mà chơi kiểu server, các ông sẽ chui trong đó và các ông núp ở trong đó kiểu làm bay cơ sở nuôi khủng long mọi người, là để quấn nhau mọi người. Nói chung là cũng là một cơ sở khá là xịn sò, núp khá là kín đáo á. Ở trên đây nó có thêm một cái gọi là cái gỗ bị ngã nè, nhưng mà lên không được hết đâu nha. Đấy, nó chỉ tới đây thôi. Chỉ có thể những loài thằn lằn bay mới thể bay lên tới cái độ cao khủng khiếp này được. Chúng ta đã phát hiện một mớ loài tím 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 này. Ui, ngựa fairy rất là nhiều mọi người. Mythic Paracetirum. Đấy, đấy, đấy. Khu vực này là khu vực nói chung là nó rất là xịn sò và đẹp mọi người ạ.
nhưng đây là trong những khu vực rất là nguy hiểm và rất là khó sinh tồn vì khá là thiếu thốn về nguồn tài nguyên. Đó, ở dưới có một người con kìa, đẹp ghê chưa, cái cây này bự lắm. Đây đó, khu vực gorilla là này, nó thành ra là có mấy con này nè mọi người ạ. Gigantophiticus mọi người, con đó thì này nơi cũng kiểu con ông dượng, ông vua dượng ở chỗ này nè. mình sẽ search Demonic cho chắc, hôm bữa cũng gặp Demonic thì chúng ta chưa gặp lắm, chưa gặp con kia thì nhưng mình nghĩ trong khu rừng này sẽ có nó thôi. Cuối cùng trên bản đồ chúng ta đã soi được một con Demonic Gorilla trên M100. Chẳng qua là cho mình đi mình nghe nó gầm mọi người ạ. Và mình thấy nó chơi đùng 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 đùng. Cái dòng mà giống của cái bọn này mọi người ạ. Là nó sinh ra là nó đánh bom liều chết nổ đùng 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 mọi người ạ. Đấy rồi, bây giờ có đi đâu chúng ta cũng thể thấy được con này mọi người, tại vì mình đã định vị nó rồi mọi người ạ. Nên thành ra là mấy khứa này sẽ không bao giờ thoát khỏi định vị của mình. Thì con này nếu mà dùng bắn của tên thường gặp dữ trời. Nó chạy nhanh lắm mọi người hả? Nó quăng này cái rụng luôn trời. Khó mọi người, mày nhanh quá mọi người ơi. Tranh thủ hai rocket vô nè. Tôi nói thiệt với mọi người, bắt khó lắm mọi người, con khỉ nó lanh quá mọi người ơi. Cái tầm này nó mạnh mọi người, nó tạo ra con khỉ. Cái tầm này nó mạnh và nó khó bắt cực kỳ mọi người á. Đây là bị kẹt kẹt kẹt. Đứng yên một chỗ thì ăn rocket tới đi. Lên lên turbo lên turbo lên. Ăn rocket vô, ăn rocket vô. Ui. Trúng đầu sao mọi người, 1.200 sát thương kìa. Rồi rồi rồi, ngất ngay từ từ. Con này lâu, mình có kích bồ đen không ta, còn kích bồ đen không nha, từ khoan đã, mình còn kích bồ không đã, rồi ok hết, tới công chuyện luôn, được rồi, về nhà chế cái kích bồ đen nè mọi người ơi, chứ cái khu vực này ghê quá các bạn ơi, khu vực này ghê lắm mọi người ạ, ok, mình còn chưa. Không sao, mình có bộ giáp kia nên nãy hơi quýu không biết bấm cái nào để về nhà mọi người ạ. Không biết đây con nào nó cắn mình luôn các bạn ơi, không biết con nào nó cắn mình luôn á. Hơi quýu á nhưng mà không sao đâu. Ok, rồi giờ chúng ta sẽ chế cái kit bồ nha. Mình thiếu chanh, trời ủa bữa nhớ nhiều lắm mà ta. Trứng giờ nhặt là rất là nhiều luôn á, chanh đúng không? Này Savarot khoai tây, cà rốt, ui chết rồi, hết phân nữa rồi, hết phân rồi. Oh no. Ủa sao bữa đấy chết rồi, đi quên bón cây rồi. Rồi 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 rồi, tới công chuyện luôn, tới công chuyện luôn rồi. Nó sắp hết hết gì ta, hết tài nguyên rồi mọi người ạ. Mình bữa mình bón phân vô cây của mình nhìn nó khô hết mọi người, nó hết nitrogen rồi. Ba cái nè, cho mày ba chấn nè, ba cục nitrogen. Ủa trời, này còn nhiều mà. Một hai, cái này hết luôn rồi. Cho xin ít tỏi nè, tỏi này nó hơi nhiều đúng không, bỏ vô này cho nó đẻ ít đồ. Rồi, ok. Cái này lực tới sáng luôn á.
Vô. Này là khỏi lo luôn. Cái này chắc không cần thiết đâu mọi người. Cái này chắc là không không bao giờ xài hết được cái phân bón của mình luôn. Để qua bên đây trời, cái này không còn cái nào đâu. Lộn lộn mâm. Đấy, này là không bao giờ thiếu được, mình phải cho đầy đủ vô. Ok, dư rồi đó. Và chúng ta sẽ bỏ trong đây mấy cái củ quả rất là quan trọng nhá. Rồi, kích bồ. Thiếu mejoberry hả? Con này cắt nó N trái. Thiếu cái nào chứ, cái trái tím tím này mình nhiều dã man. Rồi. Tập hai trái nữa, một con này với một con Reaper nó là đủ mọi người à. Ok, bây giờ trở về cũng có yên luôn rồi mọi người à. Mày ta tới dễ giờ cái mày tỉnh vậy thôi xong luôn, cuộc sống này coi như là vứt luôn á. Rồi, ok. Con này mới vô mà nó làm gì mà là nó đâu ra nó bớt thịt chỉ trời. Về mình lo chim về cái không à. Lo con refit về mọi người. Go refit. Ok. Remote. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng thử trải nghiệm với tinh tinh. Tinh tinh già. Ôi, vô tinh tinh đi rồi. Trời. Ủa sao này nó hay chạy nhanh lắm, sao giờ nó chạy chậm thế? Mày giữ ta. Ai cũng. À quên, tăng cái nó xíu máu nha. À, max XP ha. Rồi cất này vô đi. Max luôn. Con này cho 100 triệu máu đi các bạn. 100 triệu nha, lấy 100 triệu nha. Ok, 100 triệu máu. Còn lại chúng ta sẽ tăng full damage nha. Rồi, ok, sẽ cho nó một bình hồi máu siêu cấp tốc luôn. 40 giây. Trời ơi. Con này đam thấp mọi người ơi, con này đam thấp. Con này mình cảm giác là đam khá là thấp các bạn à. Sương mù quá các bạn ơi, không thấy đường. À, nhưng được cái gì mọi người biết không? À, ném đá liên tục như thế này thì khá là ok các bạn, nếu mà đám đá liên tục như vậy thì nó gọi là đánh boss gọi là vua luôn mọi người á. Được rồi, được rồi, được rồi, vậy là chúng ta sẽ đam yếu mọi người ạ. Anh công này có vẻ là hơi hơi yếu nha, hơi yếu nha. Tăng lén thế. Tự quăng dưới chân nè, có thằng nào không tăng lén. Ui, nó tự đã thương được nó mọi người ạ. À. Rồi, rồi rồi nó đi cái ra đất liền luôn rồi. Đấy, vậy được, vậy được. Ok, à, ra đây thì mọi người thấy rõ được cái gương mặt của khỉ già mọi người, khỉ núi mọi người. Đây rồi. Gương mặt của Demonic Gorilla mọi người ạ. Dương miệng nha, con này có kinh hết mọi người, nó gọi là kinh hết luôn á.
Con này nó quăng nó tố dung nham quá trời mọi người, tố gọi là tố lựu đạn luôn mọi người. Ui, cái tầm này thì ghê nha mọi người. Cái tầm này thì rất là ghê nha. Được rồi, vậy cái này cũng được. Mình sẽ về nhà một chuyến đã. Đây. Về nhà làm cái gì? Để mình chế tác ra lại con boss tiếp theo. Hôm nay sẽ là boss gì? Summon. Thì chúng ta đã quýnh rep to rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ lên cano đi nha. Ok, chúng ta sẽ lên con trai trâu lắm mọi người. Một con trai nè, một con cano nè, một con spino nha mọi người. Được luôn. Này sẽ là ba con boss này. Để cho cuộc thử nghiệm boss thì chúng ta sẽ qua arena boss. Arena boss mình thấy hơi nhỏ mọi người ạ. Đây để thằng rùa đây cũng không ổn lắm mọi người ạ. Được rồi, nhưng mà không sao đâu mọi người. Chờ để cho con Godzilla về đây. Sao không tắt được cái kia ta? À ok. Qua đây Gorilla ơi. Được rồi, chúng ta sẽ lộn rồi. Trời ơi. Con này có cho chết hay gì? Thôi lỡ rồi, qua cho con kia, con Gorilla qua đâu mọi người. Mình sẽ bay qua chỗ khác nha. Gorilla với những GR hoài hẹn khứ nó ra đúng rồi. Rồi xuống cái nào, xuống cái nào, xuống nào. Rồi, bình tĩnh đi nào, bình tĩnh nào. Chắc... vừa xuống mới nhìn liền à. Con Manta này cờ chớn mày. Bọn này xuống nước, đặc quyền của tụi nó là gì mọi người biết không? Bị chôn dưới nước dưới đáy sao mọi người à? Mình bơi ẻ luôn mọi người, nó rất là chậm mọi người à. Quăng bể con mèo nè. Rồi, khu vực này giống nhà mình quá ta, không ổn mọi người. Lên cái khu địa bàn ở trên đây đi mọi người. Lên khu địa đàn này cho nó trong trong tí kia mấy boss ra quýnh qua nhà mình cho chết hay sao á. Rồi, ok, khu này trống trải nè. Boss đầu tiên của chúng ta sẽ chơi đó chính là con trai đi. Sinh vật hiền lành nhất. Trời ơi, khu vực này sao giờ nay ra mấy con dữ dữ không vậy? Mấy đứa đi ra coi chỗ mấy anh lớn là chuẩn bị chịu hồi boss rồi. Rồi. Con trai này có hung dữ không nha? Ok, hiền lành nha, hiền lành nha. Cũng là boss ấy nhưng mà hiền lành. Thử đấm vào bông nó cái coi nào. Test lượng đam coi nào. 7k. Ôi giời ơi, chạy cái nào. Rồi, nó sẽ bị mù á mọi người. Ăn đá nè. Ăn đá nè, chạy. Ôi giời ơi, các bạn coi kìa. Quăng con này một lần 84.000 người. Chạy nào. Ui, chạy, chạy, chạy. Quăng đá nè. Tố đá nè. Anh đỡ đi. Anh đỡ đi. Trời, chập máu. Chập nhiều máu. Đánh hơi lâu rồi. Ui.
dễ. Vậy tôi đứng lại cho quýnh. Mày hả bưởi? Tôi đây. Phục mẫu đốt cho mọi người ạ. Ê, con này nó hồi máu tùm lum quá trời. Nó 92 triệu rồi kìa. Nó bốc cái gì mọi người, nó tăng từ cường máu rồi. Con này bị lửa cháy đốt liên tục luôn rồi mọi người thấy không? Mà trâu quá mọi người, trâu. Trâu quá mọi người. Đây nè, mình vô có được 57k nè, đây đỡ hơn nè. Nó để cái góc bị lóc đam với nó mọi người. Con này thì muốn chết không nổi mình đó mọi người ạ. Con này nó ném đá vào đầu á mọi người. Cương quýnh là nó hồi máu các bạn ạ. Kỳ phế quá các bạn ơi, không muốn giùm mình được cái nào hết. Con này chứ quăng bom mà con này quăng bom mà không nhanh lắm mọi người ạ. À. Mình cảm thấy con Honey Dragon nó bắt cảm giác vẫn là chạy nhất mọi người ạ. À. Con này tuy là quăng bom rất là đau nha. Nhưng mà quýt kiểu ok lắm các bạn. Con này kiểu quăng dùng đạn á mọi người. Cho đến tầm xa chọi tới thôi.
thật sự là nãy là 92 triệu máu, cũng lâu quá là lâu mọi người này, vượt quá tưởng nha mọi người. Ok mọi người, đánh cuối cùng cũng còn 6 triệu máu mọi người, đánh lâu giá mấy mọi người ạ. Thì đánh con trai nó mạnh quá mọi người, con trai nó trâu quá mọi người ạ. Mình đánh, đánh quá là đánh luôn, còn 3 bờ máu. Mình quăng đá mọi người, chứ quýnh tay lâu lắm mọi người ạ. Quýnh tay có 8 điện đam à. Ok, có đốt nè. Ok. Cuối cùng mình cũng chết được mọi người ạ. Trời, con này nó quýnh nó đuối. Con này là siêu đuối luôn. Nè, được cái yên khủng nữa nè. Trời đất ơi. Rơi đồ, nói chung mà rơi đồ thì đồ nhiều thiệt đấy. Nhưng mà quá cực mọi người. Còn Fyrox không chịu quýnh mọi người. Thử coi nào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giờ mình sẽ kêu con này ra coi nào. Kêu con cano đi. Trời ơi, boss này mẹ cano mọi người ạ. À. Hơi ghê đó nha, con này hơi ghê, hơi sợ tí. Chắc con này không chết nữa đâu, 70 triệu máu chắc không chết nữa đâu. Ok, con này dễ. Kia đấy, con kia nó quăng hiệu ứng cho con này đánh mọi người ạ. À. Ok hơn á. Trời, máu tuột rồi mọi người. Hai con này muốn hợp tác mình nghĩ là ok luôn mà. Người dùng nhà rớt luôn á. Trời ơi, coi thịt nó hồi, thịt nó vô kìa. Quá là ghê, ghê không ạ. Nói chung là hai con này kết hợp vô thì nhanh mọi người ạ. Con khỉ kia nó chọi đá mọi người ạ. Là con này bị mất máu trừ 10 á, trừ 10.000 á. Thì đỡ cho con này quăng đá hơn mọi người ạ. Chứ con phải đón nó quan trọng lắm mọi người ạ. Phải rót chứ. Ok, thắng luôn. Ôi, ôi. Khu vực này là khu vực gọi là tử thần các bạn ạ. À. Con này chưa mắc level nữa à. Áo gì? Ui, 3 cấp nữa. Rồi, mắc level luôn rồi đấy. Để mình cho con kia hồi máu luôn nè. Trời, được quá luôn. Được quá luôn, nhảy cái xếp chết luôn. Rồi, ok, trong này hồi máu nó đẹp. 100 triệu máu hồi kịp không vậy? 7 giây à. Ok, được. Dư sức các bạn ạ. À. Rồi, còn tiếp tục là con Spino nữa nha. Con Spino ráng quýnh luôn nào. Spino chắc là hơi khủng á mọi người ạ. À. Chú! Gơi gơi gơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, Spino này hơi to mọi người. To con bị đốt. Trời ơi, có bả bị đốt mọi người à. Bả lỗ mọi người, bả bị tập, bả to con có bị lỗ mọi người á. À. To con bị lỗ kìa. Nãy mọi người thấy cano chạy mà nó trâu hơn nha. Cano này 32 triệu máu mà bị quýnh lâu hơn nha. Con này nhanh thực sự mọi người á. Đó, đó, giật máu mọi người giật kìa.
ơi, trời ơi, có máu giật kìa. Kano không phải đối thủ của mình luôn á. Đất đá nào. Cục này, cục đá nè. Cục đá trời. Nó đổ tùm lum tùm la nó văng về, dân tới dân lui. Tạo ra đi cục cực lạc luôn nè. Còn cuốn chọi ra con này cốt. Mày chết chưa? À, con này ghê quá mọi người. Nói chung con này đánh tay thì ok nha. Nó quăng cục đá ra là gọi là clear map mọi người ạ. Ai, cái đó là nó nổ liên thanh mọi người, nó lên trời nó còn rớt ra một, mọi người nhìn kìa, đấy, tạo ra một vùng gọi là lửa cháy miên man luôn, ai vô là chết liền đúng mọi người, nói chung là không chịu nổi đâu. Và chúng ta nhận được rất là nhiều đồ luôn nè, Dilo nè, Gorilla nè, Ferrot nè, Gorilla nhiều nè. Ủa sao bữa một Ferrot nè, Ferrot 50. Đồ xịn liền đấy. Hôm bữa gửi đồ 50, nay chơi cái đồ Ferrot xịn lên là ok liền. Trâu bò ngay các bạn à. Ok. Bây giờ là giáp con này trâu mọi người, giáp đầu này lúc đầu chưa trâu cho xài này nè. Đấy sau xài cái Ferrot kia xịn hơn thì mình nghĩ là con này nó giờ nó trâu bò mọi người. Được 300 giáp, giáp này là rất là trâu nha. Châu cho mấy con này nó cộng phần trăm rất là nhiều nha mọi người. Nói chung là giờ chúng ta được hai vị vua rồi. Còn con cuối cùng nữa là con Reaper nữa. Tập sau mình sẽ bắt luôn cho mọi người coi nha. Chắc là tập sau chúng ta sẽ gom hết boss và đánh hết boss một lần hết luôn. Để xem con nào trụ nổi nha mọi người. Hy vọng là mấy con khứa này có thể giết được boss cuối nha mọi người. Rồi. Bye bye và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.